và liên tục chương trình văn nghệ trong Vu Lan Báo Hiếu, thì xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức ca khúc Em Đi Chùa Hương, một sáng tác của Võ Xuân Anh, trình bày của nữ ca sĩ Ngọc Tiên. Dạ vâng ạ, xin mời tất cả các thầy đờn chúng ta cùng hỗ trợ cho nữ ca sĩ Ngọc Tiên ca khúc này ạ. Giờ lời đầu tiên cho phép Ngọc Tiên gửi đến quý thầy, quý vị Phật tử có mặt trong buổi tối ngày hôm nay lời chào thân thương và trân trọng nhất ạ. Mẹ hứa mang rồi mẹ.
Dạ, xin cảm ơn.